Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 29 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, đã chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức, các thành viên ban tổ chức, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố Sầm Sơn. Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại sân khấu quảng trường biển thành phố Sầm Sơn và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng phát trên kênh TTV Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Đài Truyền hình các tỉnh thành trong nước. Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầm Sơn bay cao vươn xa và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua dự thảo quyết định của trưởng ban tổ chức về thành lập các tiểu ban nội dung tuyên truyền, lễ tân, hậu cần và an ninh trật tự, dự thảo phương án lễ tân hậu cần phục vụ lễ kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 là sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Là dịp để quảng bá, giới thiệu đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước lịch sử 115 năm hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn, những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thành lập thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Sầm Sơn nói riêng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành viên ban tổ chức, các tiểu ban, thành phố Sầm Sơn và các sở ngành liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập trung xây dựng phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch diễn ra tại Sầm Sơn trong năm 2022, làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, mang lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân, du khách, góp phần khẳng định thành phố Sầm Sơn đang từng bước trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP. Hết quý 1, toàn tỉnh có thêm 38 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh 3 sao và 4 sao, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là số lượng sản phẩm đạt chuẩn OCOP lớn nhất trong các đợt đánh giá của Hội đồng OCOP tỉnh trong 3 năm qua. Kết quả này đang tạo động lực cho các địa phương, đơn vị, chủ thể sản xuất tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022. Thay đổi nhận thức trong sản xuất, chuyển đổi từ làm thủ công sang đầu tư máy móc, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Nguồn nguyên liệu gạo, thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm chất lượng, đảm bảo yếu tố dinh dưỡng, bao bì tem mác đầy đủ. Thị trường tiêu thụ mở rộng trong cả nước, đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử. Đây là những tiêu chí cơ bản để sản phẩm cơm cháy Ánh Dương của gia đình anh Nguyễn Trọng Thọ, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, được công nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh vừa qua. Cơm cháy Ánh Dương của chúng tôi đạt OCOP 3 sao thì đang cố gắng và phấn đấu trong năm nay hoặc năm sau sẽ đạt sản phẩm 4 sao hoặc 5 sao và phát triển thêm thị trường mở rộng hơn và đầu tư tem mác bao bì mới để đưa vào các hệ thống siêu thị. Để đạt được mục tiêu có thêm 120 sản phẩm OCOP trong năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã giao cho các địa phương ra soát, lựa chọn những sản phẩm lợi thế có thể xây dựng thành sản phẩm OCOP để đăng ký thực hiện. Vì vậy, các chủ thể, đơn vị sản xuất đã có quỹ thời gian để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư đổi mới hình thức mẫu mã, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Năm 2022 là năm bắt đầu thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia
mỗi xã nông thôn mới nâng cao phải có ít nhất một sản phẩm OCOP. Vì thế, các địa phương đều quan tâm xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo quy định để được công nhận đạt chuẩn OCOP. Chúng tôi thường xuyên là kiện toàn và chỉ đạo tới các địa phương, các xã, thị trấn. Và đặc biệt là chúng tôi thường là cái công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo là thường xuyên và cũng thường xuyên là gặp gỡ trao đổi với các chủ thể OCOP của huyện và giúp đỡ họ trong cái vấn đề là hoàn thiện hồ sơ, là mỗi một sản phẩm thì đang dự kiến sẽ hỗ trợ từ 20 triệu đến 40 triệu một sản phẩm đối với từng loại sản phẩm 3 sao, 4 sao, 5 sao. Với những tiềm năng đa dạng về sản phẩm cùng những kết quả đã đạt được trong quý 1, theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022, có thêm 120 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Sau gần 3 năm xây dựng, đến nay chợ Cổng Mới, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn chuẩn bị các điều kiện để đón các hộ tiểu thương vào chợ kinh doanh. Các gian hàng tại chợ Cổng Mới được bố trí khoa học, thuận lợi cho các tiểu thương sử dụng tối đa công năng. Tất cả các gian hàng, nhất là khu vực tầng 2, đều được kết nối với hệ thống hành lang liên hoàn và các cầu thang lên xuống. Tại tầng 1 sẽ có 187 gian hàng cho 94 hộ kinh doanh, tầng 2 gồm 126 quầy. Căn cứ các ngành hàng, các tiểu thương sẽ được bố trí kinh doanh tại tầng 1 hoặc tầng 2. Thứ tự ưu tiên các vị trí khu vực gian hàng sẽ được tính theo vị trí tại chợ cũ trước đây. Các hộ cùng khu sẽ thực hiện bốc thăm để xác định vị trí gian hàng. Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện, theo quyết định 169 thì công ty cũng đã tự bỏ tiền ra đầu tư thêm hỗ trợ các cái tiểu thương kinh doanh tại nhà chợ chính là lắp dựng các cái ô quầy cửa cuốn mới thuận lợi trong kinh doanh của các hộ tiểu thương và đảm bảo các cái hành lang theo đúng tiêu chuẩn. Chợ Cổng Mới sẽ gồm chợ dân sinh và chợ thương mại. Hiện tại, khu chợ thương mại gồm 2 tầng đã hoàn thiện. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn xây dựng phương án hoạt động của chợ, tổ chức bốc thăm các gian hàng. Những phương án này được chủ đầu tư và thị xã công khai minh bạch để các hộ tiểu thương được biết, được bàn bạc để từ đó đồng thuận vào kinh doanh trong chợ mới. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đề nghị chủ đầu tư kéo dài thời gian giảm tiền thuê gian hàng tại chợ, đồng thời trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy để các hộ tiểu thương yên tâm khi vào kinh doanh trong chợ. Thị xã đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, đặc biệt là nhà đầu tư, là bám sát và bám đúng theo cái quyết định đã phê duyệt và chia đến tối đa nhất có thể đối với các cái quầy hàng cho tiểu thương để đảm bảo cái số lượng các quầy hàng kinh doanh ở tầng 1 là lớn nhất có thể và phương án tối ưu nhất. Và cái phương án này thì thị xã đã họp bàn và đã thống nhất để như thế là công khai với các hộ tiểu thương. Sau khi các hộ vào kinh doanh tại khu chợ thương mại 2 tầng, các hộ kinh doanh tại chợ dân sinh sẽ di chuyển sang chợ tạm để chủ đầu tư xây dựng hạng mục chợ dân sinh. Sau khi hoàn thành chợ dân sinh, sẽ tháo dỡ chợ tạm, trả lại không gian công cộng cho khu vực phía trước chợ mới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phản ánh về tình trạng xe quá tải hoạt động trên tỉnh lộ 516D, Công an huyện Yên Định đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tải trọng, lập lại trật tự giao thông trên địa bàn. Công an huyện Yên Định đã bố trí lực lượng tuyên truyền chốt chặn tại các điểm mỏ, bãi tập kết hàng hóa nhằm phát hiện xử lý vi phạm ngay từ khi múc xếp hàng lên xe, không để phương tiện chở quá tải ra ngoài khu vực điểm mỏ. Trường hợp hàng hóa vượt quá chiều cao thành thùng sẽ yêu cầu lái xe hạ tải mới cho lưu thông. Phối hợp với công an các xã dọc tuyến đê lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải. Với trên 40 điểm mỏ, bãi tập kết vật liệu xây dựng, mỗi ngày trên các tuyến đường của huyện Yên Định có rất nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng ở trong và ngoài tỉnh lưu thông. Công an huyện Yên Định đã đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu chủ mỏ, chủ bãi và lái xe chấp hành các quy định về tải trọng, tự giác cắt bỏ phần thành thùng cơi nới. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã bố trí tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường dẫn vào các điểm mỏ, bãi tập kết vật liệu xây dựng, sử dụng cân xách tay để kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm. Đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Yên Định đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm quá tải và kích thước thành thùng, tình trạng xe vi phạm tải trọng trên địa bàn giảm đáng kể.
bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 theo quyết định số 206 ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ sản xuất kinh doanh. Hóa đơn điện tử là giải pháp mang lại nhiều tiện ích cho cả người mua, người bán hàng hóa, dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế Thanh Hóa là cơ quan đầu mối để xây dựng và thực hiện kế hoạch, phối hợp cùng các cấp, các ngành có liên quan để tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong suốt quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Mọi vướng mắc của tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đề nghị phản ánh qua hòm thư điện tử hóa đơn điện tử .tho@gdt.gov.vn, thông qua cổng kê khai nộp thuế điện tử Tổng cục Thuế hoặc số điện thoại đường dây nóng triển khai hóa đơn tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa 0836125125. Các vướng mắc cũng sẽ được giải đáp, tháo gỡ kịp thời thông qua tất cả các kênh hỗ trợ chính sách thuế tại cơ quan thuế các cấp. Sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định pháp luật vừa là trách nhiệm, vừa góp phần minh bạch các giao dịch trong sản xuất kinh doanh và giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, hộ chiếu vaccine được hiểu là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc và giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine với 17 quốc gia. Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của các cá nhân. Không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác, hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi chính phủ Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Belarus, Ấn Độ, Campuchia, Philippines, Maldives, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Cộng hòa Ả Rập, Ai Cập và Cộng hòa Saint Lucia. Người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Loại vaccine phòng COVID-19 sử dụng là vaccine được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Bộ Y tế nêu rõ, việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại Mục 3 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ban hành kèm theo các hướng dẫn trước đó, thực hiện nghiêm túc quy trình khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu. Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng, tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. Hôm qua, ngày 29 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề Phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới. Dự hội thảo có đại diện nữ lãnh đạo quản lý các sở ngành đơn vị cấp tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu chia sẻ về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, về những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Nghe Hoa Khôi vẻ đẹp vầng trăng khuyết, Bế Thị Băng tỉnh Cao Bằng chia sẻ, truyền cảm hứng nỗ lực vươn lên khó khăn qua câu chuyện của mình sau tai nạn giao thông. Hội thảo đã gợi mở những tiêu chuẩn để xây dựng nội hàm bộ tiêu chí phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục thảo luận trong các cấp hội, lựa chọn được những tiêu chí phù hợp với bối cảnh mới của thế giới, đất nước, của tỉnh, phong trào hoạt động hội,
góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và đất nước. Phong trào xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên. Cũng trong ngày hôm qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Thanh Hóa đã gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 và tổ chức ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh. Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 có 15 người, đại diện cho 500 hội viên chính thức của Hội Doanh nhân trẻ trong tỉnh. Những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chủ động trong các hoạt động vì hội viên, khuyến khích kết nối hội viên trong các hoạt động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đoàn đã chúc mừng những đóng góp quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời mong các đại biểu tham dự đại hội lần này sẽ mang đề xuất của cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh đến cộng đồng doanh nhân trẻ quốc gia, thể hiện sức mạnh sự đoàn kết của doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 3 tại thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh gồm 15 thành viên là cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Thanh Hóa. Với mục tiêu nâng cao trình độ lý luận cho các cán bộ đoàn viên thanh niên, câu lạc bộ lý luận trẻ sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn hội thảo, nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận mà thành viên câu lạc bộ quan tâm. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là diễn đàn để cán bộ đoàn viên thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật. Cũng tại buổi ra mắt, các thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với chủ đề nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Hôm qua, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo trong vận động nhân dân xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm tại xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và phối hợp với huyện ủy Bá Thước tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch năm 2022. Ban Dân vận tỉnh ủy đã ra mắt mô hình dân vận khéo trong vận động nhân dân xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Cũng tại hội nghị, cán bộ, đảng viên và người dân xã Hoàng Đức đã truyền đạt những kỹ năng tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm được giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa và huyện Bá Thước đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ công chức, các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hai xã Cổ Lũng và Lũng Cao, huyện Bá Thước về văn hóa, giá trị lịch sử truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bá Thước và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời phổ biến nội dung, thông điệp trong bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, cách thức vận động tuyên truyền và xử lý tình huống, đặc biệt là gắn công tác dân vận với phát triển du lịch và việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại địa phương. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ công chức và các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Cổ Lũng và xã Lũng Cao về vị trí, vai trò của phát triển du lịch bền vững, nhất là phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Bá Thước nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung là điểm đến ấn tượng, an toàn và thân thiện đối với du khách. Chiều ngày 29 tháng 3, Hội Khuyến học và Lực lượng Vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã thống nhất thực hiện chương trình phối hợp, đó là gắn phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ chiến sĩ, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận hệ thống giáo dục với nhiều phương thức mô hình phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình đơn vị học tập, công dân học tập,
tham gia tích cực xây dựng mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, động viên cán bộ chiến sĩ xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của đơn vị và quỹ khuyến học tỉnh nhằm động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ có thành tích trong học tập huấn luyện, con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn lan tỏa thông điệp người Việt Nam không xả rác, Hội Yêu Rác Thanh Hóa đã thường xuyên tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền đến cộng đồng về lối sống xanh, giảm rác thải và yêu quý tự nhiên. Qua đó đã thu hút được đông đảo người dân cùng tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Người yêu rác thì phải là cái người mà có văn minh. Một người văn minh thì người đó sẽ biết yêu môi trường. Mà một người biết yêu môi trường thì từng hành động nhỏ nhặt là sẽ đem đến lại cái lợi ích. Ví dụ như là mình có được cái ý thức giảm thiểu, hạn chế ít nhất số lượng rác mà mình thải ra hàng ngày. Tức là mình sẽ không để lại rác trong cuộc đời của mình quá nhiều. Hình ảnh các thành viên mặc áo xanh mang khẩu hiệu Người Việt Nam không xả rác để đi nhặt rác đã trở nên quen thuộc trên nhiều tuyến đường, ngõ phố vào mỗi sáng cuối tuần. Không chỉ đem lại cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, mà quan trọng hơn, hoạt động của các thành viên Hội Yêu Rác Thanh Hóa đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh niên phường Ba Đình phối hợp cùng với câu lạc bộ Yêu Rác huy động gần 100 đoàn viên thanh niên cùng với thanh niên của câu lạc bộ Yêu Rác ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ba Đình. Chúng tôi gắp rác và phân loại rác thải. Từ những việc làm đấy thì tạo những cái hiệu ứng lan tỏa đến đoàn viên thanh niên, người dân trong công tác là bảo vệ môi trường. Được thành lập từ năm 2017, Hội Yêu Rác Thanh Hóa hiện đã có 150 thành viên và thường xuyên phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh để tổ chức các hoạt động nhặt rác, phân loại rác, đắp đường và ổ gà. Từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Hội đã ủng hộ và tham gia trồng 10.000 cây xanh tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chỉ 150 người thì không thể nào làm nên cái điều gì đó to lớn cho thế giới cả, mà chủ yếu là tuyên truyền để lan truyền cái tinh thần yêu rác và yêu môi trường đến với nhiều người hơn. Chúng tôi mong muốn là tất cả mọi người dân hãy cùng nhau chung tay yêu rác, từng điều nhỏ nhặt xây nền văn minh. Cùng với việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, mỗi thành viên Hội Yêu Rác cũng đang là một tuyên truyền viên tích cực để kêu gọi người dân nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, cũng như lan tỏa thông điệp Người Việt Nam không xả rác tới mọi người. Hiện nay tại Thanh Hóa, khoảng 80% lượng chất thải chăn nuôi không qua xử lý xả thẳng ra môi trường. Đây là nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn nếu không có các biện pháp quản lý hiệu quả. Năm 2018, gia đình ông Phạm Đình Đào, thôn 1, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, chăn nuôi 3.000 gà đẻ trứng. Thời gian đầu do chưa chú trọng các biện pháp xử lý chất thải nên khu vực chăn nuôi gây mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ năm 2020 đến nay, được Hội Nông dân huyện hướng dẫn kỹ thuật, ông Đào đã nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, nhờ đó giảm mùi hôi, diệt khuẩn có hại và tăng khả năng phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Cái đệm lót sinh học nó giúp cho cái môi trường của chuồng trại thì nó lúc nào nó khô ráo và nó tạo điều kiện cho con gà nó không bị mầm bệnh, nó bị lây chéo nhau. Cho là cái không khí nó ổn định, không nóng, không lạnh. Vừa khử trùng thì mình phải phun từ chuồng trại bên trong bên ngoài. Sau đó kết hợp với vôi bột rồi mình vãi xung quanh để tránh cái nguồn bệnh bên ngoài nó lây vào. Thanh Hóa có tổng đàn gia súc gia cầm trên 24,6 triệu con. Trung bình mỗi năm đàn gia súc gia cầm thải ra khoảng 1,5 triệu tấn phân và gần 1 triệu mét khối nước thải. Do chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình vẫn chiếm số lượng lớn nên hầu hết đều không có công trình xử lý chất thải chăn nuôi đạt quy chuẩn. Lượng chất thải chăn nuôi không qua xử lý xả thẳng ra môi trường chiếm tỷ lệ lớn. Những năm qua, ngành nông nghiệp, các đoàn thể địa phương đã nỗ lực triển khai các dự án, chương trình khuyến khích vận động người chăn nuôi xây dựng hệ thống hầm biogas, xử lý chất thải bằng phương pháp ủ sinh học, hố lắng sinh học, sử dụng các chế phẩm sinh học chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. Đây vừa là các biện pháp xử lý chất thải, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo hoặc nguồn phân hữu cơ cho sản xuất và sinh hoạt. Giao cho hội nông dân, xã và cán bộ môi trường để thường xuyên kiểm tra nắm bắt, đặc biệt đến các hộ chăn nuôi gia trại ở trong khu vực dân cư. Đấy. Thì để có kế hoạch và nhắc nhở và có kế hoạch, xây dựng kế hoạch để tập huấn cho các hộ. Như thế là về chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn và chăn nuôi chim thì phải có cái thảm sinh học.
Đấy. Còn ra chăn nuôi bò, chúng tôi phải dùng các cái loại thuốc phải khử khuẩn thường xuyên và khử sát trùng để đảm bảo cho cái môi trường trong sạch trong khu dân cư. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ấy, trước mắt chúng ta về lâu về dài là chúng ta cần phải có quy hoạch, tức là phải quy hoạch cái khu chăn nuôi tập trung. Trong khu cho đấy thì phải quy hoạch cái khu xử lý nước thải, chất thải. Và khi thực hiện biện pháp chăn nuôi thì các trang trại, các gia trại mà muốn xây dựng phát triển chăn nuôi thì xây dựng chuồng trại là phải có khu xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu thì mới tiến hành chăn nuôi. Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Có nhiều biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi không quá tốn kém chi phí, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo hoặc nguồn phân hữu cơ. Song đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa mới chỉ có khoảng 30% số hộ chăn nuôi áp dụng một trong số các biện pháp xử lý chất thải trên. Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.